Chào mọi người, hôm nay mình làm một đoạn video so sánh cái mức độ mà rụng trái của ba loại giống cà phê xanh lùn, thiền trường và lá xoài. Vậy thì trong ba loại giống cà phê trên, giống nào vào giai đoạn giữa mùa mưa này hay bị rụng trái nhất? Thì mình sẽ làm cụ thể trong đoạn video của ngày hôm nay nhé. Mọi người thấy hay cho mình một like và một lượt kênh đăng ký để mình có động lực làm tiếp video tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần cụ thể của video ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình nói tới là cái giống cà phê xanh lùn. Đây là vườn giống cà phê xanh lùn này mọi người này. Mọi người thấy không? Trái của nó thì rất là đẹp rồi đấy. Mọi người thấy không? Đẹp. Đấy, giống xanh lùn đấy mọi người. Đấy. Giống xanh lùn này thì đầu trái cũng rất là đẹp. Trái to, hái giòn, rất là dễ hái. Nhưng mà mọi người thấy này, ở dưới gốc này mọi người này. Mặc dù cái đám cà phê này là mình đầu tư phân cho rất là bài bản rồi nhá, có điều là mình chưa bơm được cái thuốc dưỡng lá cũng như các loại nấm bệnh cho cây cà phê thôi. Nhưng mà mọi người thấy cái gốc của nó này, nó rụng trái này mọi người này, mọi người thấy không? Đấy, cái mật độ rụng trái của giống cà phê xanh lùn này phải nói là theo mình nghĩ là quá nhiều luôn mọi người ạ. Đây, thấy rụng trái khiếp không? Đấy, mọi người đây, đây, đây cây xanh lùn này đây, giống cà phê xanh lùn này mọi người này. Đấy. Mọi người thấy gốc của nó này, thấy rụng trái này. Chà. Rụng khá là nhiều luôn mọi người ạ. Thấy khiếp không? Đấy. Mọi người thấy chưa? Như vậy giống này thì nó vào cái giai đoạn giữa mùa mưa này thì giống này là rụng trái rất là nhiều nhá mọi người nhá. Mọi người thấy này, ở trên cùng trái này, những cái trái màu bóng váng này bắt đầu nó rụng hết đây này mọi người này. Rụng hết rồi. Đấy. Vậy là rụng trái rất là nhiều mọi người nhé. Mọi người thấy không? Đó. Mọi người thấy chưa? Rụng trái nhiều quá. Vậy đầu giống cà phê xanh lùn này là mức độ rụng trái của nó rất là nhiều nhé mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sang giống cà phê thứ hai, đó là giống cà phê lá xoài. À, còn đây, đây là giống cà phê lá xoài. Đây mọi người này, giống cà phê lá xoài nhiều cùng trái của nó này mọi người này. Cùng trái cà phê lá xoài thì quá tuyệt vời luôn mọi người thấy không? Đấy, trên mỗi cùng trái mọi người thấy này, cái trái màu vàng mới chuẩn bị nó rụng á, hầu như là không có luôn nữa mọi người nhé. Đây, mọi người thấy không? Từ trong ra ngoài luôn, không có trái vàng có nguy cơ bị rụng đâu mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy không? Trái của nó đầu hình như là đạt tỷ lệ là trên 90% luôn mọi người ạ. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, chúng ta quan sát cái gốc xem nó như thế nào đấy mọi người này. Có như gốc nó đây mọi người này, mọi người thấy không? Có rụng nhưng mà rụng rất là ít cho mọi người đó. Nơi trái à, đấy, mọi người thấy không? Rụng quá ít luôn. Mà trái đậu thì rất là ok luôn, mọi người thấy không? Này. Đấy. Quá đẹp luôn. Như vậy giống cà phê lá xoài này là nó đạt rất là năng suất. Bởi ưu điểm của nó là nó ít khi bị rụng sinh lý nhá mọi người nhá. Ít khi bị rụng luôn. Như vậy so với giống cà phê xanh lùn thì giống cà phê lá xoài này nó cực kỳ ít bị rụng trái luôn mọi người ạ. Đấy. Cho nên nó rất là năng suất ở chỗ đó đấy mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Đấy. Cái trái màu vàng vàng có nguy cơ rụng hầu như là không có luôn. Mọi người thấy không? Này. Rất là ít luôn. Mọi người thấy không? Đấy. Đây. Thấy một trái đây rồi này, mọi người. Đây. Thấy một trái đây rồi. Đấy. Một trái ở đây thôi. Đó. Mọi người thấy không? Hầu như là không có luôn. Không có nguy cơ. Thấy nguy cơ rụng luôn mọi người nhá. Trái của nó này. Tuyệt vời luôn. Vậy giống cà phê xanh lùn. À, giống cà phê lá xoài này là hầu như là không có hiện tượng là bị rụng trái nha mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy không? Đây, gốc của nó này. Không thấy trái rụng luôn. Mọi người thấy không? Đấy. Lá xoài đây mọi người. Đấy. Bên dưới gốc này. Mọi người thấy không? Cà phê này không thấy rụng luôn mọi người. Thấy không? Đây, này. Không thấy rụng luôn. Đấy, mọi người thấy không? Đó, trong vườn nhà mình đây. Xanh lùn đây mọi người này. Mình có xen vào một ít cây xanh lùn này. Mọi người thấy này. Đó. Thấy rụng chưa? Đó, mọi người thấy rụng không? Như vậy là cái giống cà phê lá xoài này là ưu điểm của nó là nó ít khi bị rụng sinh lý nha mọi người nhé. Trùng trái của nó này. Tuyệt vời luôn. Rồi. Và bây giờ mình sang giống thứ ba, đó là giống cà phê thiện trường cho mọi người xem thế nào nhá. Đây là giống cà phê thiện trường này mọi người này. Đây. Cà phê thiện trường này mọi người, cùng trái to, đẹp. Thấy không? Mọi người thấy không? Vậy là nó vẫn bị rụng nhá mọi người nhá. Đây, mọi người thấy này. Đó.
Mình thấy không? Đấy. Đó. Ta xem được ở dưới gốc nó như thế nào nhé. Đó, mọi người thấy không? Vẫn có bị rụng nha mọi người nhé. Đó, chứ không phải là không có rụng đâu. Mọi người thấy không? Đấy, thiền trường này mọi người. Cùng trái của giống này nó rất là to nha mọi người nhé. Đấy. Cà phê thiền trường này. Ở dưới gốc của nó này. Nó vẫn có rụng nhưng mà nó đỡ hơn giống cà phê xanh lù nha mọi người nhé. Như vậy theo mình đánh giá nhận định chung về ba giống cà phê thì giống cà phê mà rụng sinh lý nhiều nhất cộng với rụng nấm bệnh thì giống cà phê xanh lùn là bị rụng nhiều nhất. Tiếp theo là đến giống cà phê thiền trường. Rồi, và cái giống cà phê mà mình đánh giá cao nhất mà nó ít bị rụng nhất đó chính là giống cà phê lá xoài. Đây mọi người, đây là vườn cà phê lá xoài nhà mình đây mọi người này. Đó, đây. Như vậy giống cà phê này này, lá xoài này này. Ít khi bị rụng sinh lý và bị rụng nấm bệnh mọi người nhé. Trái nó đóng này, cực đẹp. Mọi người thấy không? Đấy. Đây, cái gốc của nó đây. Hầu như là không biết rụng là gì luôn đó mọi người. Cho nên giống này nó đạt năng suất là ở chỗ đó đó mọi người. Nó không bị rụng trái cho nên rất là năng suất. Mọi người thấy không? Đấy. Vườn cà phê lá xoài năm thứ tư của nhà mình đấy. Mọi người thấy không? Trái đậu rất ok. Tay dài, đẹp. Chùm trái cực đẹp luôn. Đó mọi người nhé. Rồi. Như vậy thì tổng kết chung thì giống cà phê lá xoài này là ít rụng trái sinh lý và nấm bệnh nhất mọi người nhé. Rồi, thứ hai là giống thiền trường. Thiền trường này giống mọi người, thiền trường này mọi người này. Và giống bị rụng sinh lý và bị rụng nấm nhiều nhất đó là giống cà phê xanh lùn. Rồi, hẹn gặp lại ở mọi người ở video tiếp theo.